gần Tết rồi quý vị. Nhìn nụ mai to bự đã. Rồi, xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay em trở lại nhà vườn của anh Thanh Sang. Đây, vườn của anh Thanh Sang ở Hậu Giang, để tiếp tục giao lưu mai thành phẩm chưa Tết năm 2022. Đây, giờ đây là anh Sang. Em chào anh Sang. Chào anh Nhân ạ. Chào tất cả bà con đang theo dõi kênh Bonsai Cần Thơ. Và hôm nay trở lại nhà vườn của em cũng tiếp tục giao lưu với bà con là 20 chậu mai và 10 cây lô A và 10 cây lô B nha bà con. Dạ. Và cũng rất là chân thành cảm ơn bà con đã theo dõi và ủng hộ nhà vườn trong thời gian qua. Về số điện thoại của nhà vườn em là 0988322059, đó cũng là số Zalo của em luôn. Và đây là cái thông tin về cái địa chỉ cụ thể của nhà vườn em nè. Đợi chút. Rồi, đây đó, nhà vườn anh Thanh Sang. Buôn bán mua bán mai vàng, nhận nuôi mai vàng. Nuôi mai vàng luôn nha quý vị. Đó, địa chỉ số điện thoại luôn. Dung à, là số của bà xã của anh Sang. À, bữa nay mới thấy số chị Dung. Rồi. Hai số của anh nói chương trình ship. Dạ, về chương trình phí ship của nhà vườn em là sẽ bao ship cho bà con là 200 km. Những cái cây nào mà ở xa mà lỡ bà con có mua lẻ một hai cây á, thì em không có vận chuyển bằng xe được thì em gửi qua ship á. Rồi. Hoặc là những tỉnh xa á, thì em sẽ giảm hẳn cho bà con 200.000. Và cái phí ship mà em gửi Viettel Post thì bà con trả hộ em ha. Dạ. Rồi, rồi. Và những cái khách hàng mà có nhu cầu mà thuê mai để trưng Tết thì nhà vườn em cũng có nhu cầu để phục vụ luôn. Bà con cứ liên hệ với em thì để mà có được cây mai trưng nở vào ngày nào của cuối năm thì bà con cũng thông báo cho em biết trước khoảng 20 ngày thì em sẽ chuẩn bị được luôn ha. À, trước Tết 20 ngày. Dạ. Ủa không phải, trước khi nở. Dạ, trước khi nở 20 ngày. Thông báo cho anh Sang là anh sẽ chở tới. Dạ. Ồ, nếu mà vậy thì anh gần gần đây hay là xa anh? Về cái thuê mai á, thì cái phạm vi là ở khoảng cỡ 50 km trở lại thôi nha bà con. Xa quá mình vận chuyển cái cây nó không được đẹp lắm. Dạ. Rồi. Một số thông tin về cách vận chuyển mai đến quý vị. Rồi, bây giờ mình sẽ vô cây số 1. Dạ, đi vào cây số 1, đây là cái cây nằm trong chậu 7 nha bà con. Đến số sao nè. Dạ, cây này là cây A11. Rồi, đo giùm em luôn, tán ngang, chiều cao. Cây này một cây toàn thông cao nha bà con. Cây này bông rất là đẹp nha, bông nở chùm luôn á. Rất là cao. Dạ, cây này tán ngang nó là 1m45. Chiều cao nó chắc khoảng hơn 2m đó bà con. Hơn 2m. Cho em xem nụ cả. Dạ, cái cây này bông chùm rất đẹp nha. Cây này bị có chơi Tết một năm rồi nha bà con. Để nguyên, để nguyên. Dạ, nè, nhìn nè, bông nó nằm dọc dọc hai bên luôn á. Nhánh á, nè. À, nhánh nó đóng. Điều lắm, cây này nở bông ra nhìn thấy đẹp lắm. Nhánh nó đóng, nụ dày đặc điều. Trên đầu không? Dạ. Ráng dối lên cho quý vị xem. Rồi bây giờ em xem đế đây. Cây này hoành lớn nha bà con. Đo luôn nè, rồi xem cốt cành sao nha. Cây này 32 hơn luôn á bà con. Dạ. Rồi giờ anh xe nhẹ đi. Xem cái đấy. Rồi quý vị xem cái này cốt một nha. Cốt nha, một cốt tầng thông cao. Cây này bông nó đẹp. Cây này nó có chơi Tết một năm mà. Rồi cứ xe nhẹ ra em xem cái tán cái nha. Xem tán cuối cùng cái gì. Dịnh tán ha. Rồi báo giá giùm em luôn. Mã số A11. Cây A11 này báo giá với bà con là 7 triệu chẵn nha. 7 triệu. Dạ, 7 triệu. Ship tới nhà luôn, bao ship 200 km. Đổi cây luôn. Rồi em mời cây tiếp theo. Chậu 7, rất nặng. Có phần cua. Nhánh đây anh buông ra. Dương dương dương. Qua bên đây luôn nha ngay. Rồi qua lô bên đây mình sẽ đi qua. Cho em qua, cho em qua. Rồi đo tán ngang giùm em luôn.
Mã số tiếp theo A12. Tán ngang là 1m40. Chiều cao 1m55. A12. Nụ lúc này vàng hết trơn rồi ha. Nụ vàng lên vàng. Dạ. Nụ lên vàng. Rồi, đi xem bé đây. Đó, nụ to to. Cái nụ to. Có. Rồi, xem đi. Cành đóng dày quá gì? Dạ, à, cái này dạ. Cành dày. A12. Cốt này. Cành luôn. Rồi, em xem số đo Hoàng Thắng luôn. Rồi, Hoàng Thắng 20. 20. Rồi, cứ xoay đi nha. Em xem dạ. Cái tán. Quý vị xem cái tán tròn của nó là ở cuối ha. Em quay các cái thông tin kia trước. Nè, cái tán này. Đó. Rồi, báo giá giùm em luôn. Dạ, cây A20 này là 1.800.000 bà con ơi. 1.800.000. Dạ. Rồi, em mời cây tiếp theo. Ở cây luôn. Ủa, A12 chứ mình nói A12. A12. Tiếp theo, chưa, chút xíu nữa. Chưa ngay cốt. Rồi. Rồi tán ngang giùm em luôn. Cái này cây bông đẹp nha bà con. Rồi tán ngang là 1m40. Chiều cao là 1m55. Nụ anh ơi, cho có nụ luôn. Nụ thì cũng đều lắm. Chung cây lúc này là nụ đều nha. Nè. Nụ đều hết. Mai lúc này lên chót hết rồi. Mai lên chót gì là nữa nổ là ok. Rồi, mình xem đế đây. Quý vị xem cái tán tròn nó ở cuối nha. Em xem những cái thông tin cơ bản trước. Dương cũng chỉnh sửa tàn hết. Yên tâm. Quỳnh thân là gần 22 hết bà con. Rồi, xe nhẹ giùm em. Cốt cành nha. Cái này bông dảo to đẹp nha bà con. Đâu, rồi coi dảo một cái. Dạ. Đó nè, nhà vườn đánh dấu nè quý vị. Yên tâm ha. Bông này cỡ 8-10 cánh không ạ? Chỗ bà xã anh Sang rất là siêng quý vị. Từ tới kìa xem từng cây luôn đánh dấu. Rồi báo giá giùm em luôn. Dạ, cái này 2 triệu chẵn nha bà con. Rồi, 2 triệu chẵn. A13, 2 triệu chẵn. Rồi, em mời cây tiếp theo. A14. Rồi đo tán ngang luôn anh em. Tán ngang luôn. Khoan. Cây này do nó lớn tàn quá rồi em mới thảy qua chậu 6 nè bà con. Rồi tán ngang cây này là khoảng 1m50. Chiều cao nó cũng 1m50 luôn. Nụ luôn. A14. Xem nụ. Dạ. Chút nha. Nụ cũng đạt lắm anh. Để luôn. Đo giùm em luôn đi. Đo trước. Đo trước rồi coi. Coi cốt sao nghe quý vị. Cái vô bật đo luôn đi. Rồi quanh thân hơn 20 ha bà con. Rồi xây giùm em. Cái này cành nó lực anh ha. Cành rồi. To ghê. Nhanh. Rồi cốt cành luôn này. Xây giùm em nha. Mã số A14 nha. Xem cái tổng cái phần đó. Đó, chút nữa này, xây chút nữa nha. Đó, đều không? Rồi, báo giá giùm em luôn. Dạ, cái này là cũng 1.800.000 luôn nha bà con. A14. Cái này chậu cũ, cái chậu mình mới thay. Rồi.
Mã số tiếp theo. A20. A15. A15 cái gì? A15. Rồi đó, đáng nghe đi. Là cái A15. Cái A20 giờ không thấy đâu. Tút đẳng. Hỏi kiếp. Rồi, tán ngang là cũng là 1m40. Rồi. Chiều cao nó là 1m30. Nụ đây, nụ đây. Nụ lúc này dàn tư hết trơn rồi. Yeah. Để nguyên đó nghe, em xem tay. Đọt nè. Dạ. Cánh nào cũng nụ đều hết. Rồi, cứ để nụ nguyên đi. Dạ. Anh dở em đi. Nụ đều. Nè. Đây. Đây. Chung là cây nụ về bông này thì khỏi chê. Rồi, xem đế luôn. Anh đo đế trước luôn. Đó là quay xa, hay là đổi cách quay quý vị. Em hy vọng với cách quay này thì quý vị tiết kiệm thời gian xem thôi. Ơi, tán ngang này là hơn 20, quỳnh thân hơn 20 nha bà con. Rồi. Cây này cành nó đóng khéo bà con ơi. Cây này cành đóng khéo nè. Cốt nó nâng chi cành đóng khéo. Xem cốt cành nha. Dạ. Chút nữa nghe dòng nè. Rồi cứ xây đi. Rồi. A15. Có giá luôn. Dạ, cái A15 này 2 triệu chẳng nha bà con. 2 triệu phan, chẳng phan, luôn. Phan, phan. Rồi rồi, được rồi, được rồi. Rồi rồi. A16. Rồi, đo tán đi anh, cứ đo tán đi. A16. Tán nghe. Cái này tán rộng ạ. Ơi, tán ngang hơn 1m6 luôn á bà con ơi. Rồi. Chiều cao cũng cỡ 1m6, 1m7 luôn. Thêm nụ luôn. Đó, mai này quá nè em. À, có con sâu. Có con sâu. Tại lúc này lá nó già mình hết sợ rồi, hết sợ sâu rồi. Nha, nụ ok quá nè. Điều lắm nè. Đi vòng qua cho bà con xem mai nụ điều ha. Dạ. Nè. Đây. Dạ. Đây. Đo luôn nè. Quỳnh lớn á. Cứ vô là đo thôi. Giờ em sẽ xem đế sao nha quý vị. Ơi, quỳnh thân là hơn 22 ha bà con. Rồi. Rồi, xây giùm em xem đế nha. Cái này đế nở. Cốt cành luôn bà con ơi. Xem cái phơm luôn nha. Đấy em. Cứ xây đi anh. Rồi báo giá đi. Rồi báo giá giùm em luôn. Dạ. Yeah. Cái A16 này là 2.400.000 nha bà con. 2.400.000. Rồi. Rồi đổi cây luôn. Rồi cây tiếp theo. Đọc số điện thoại giùm em ở đây. Dạ, số điện của em là 0988322059. Đó cũng là số Zalo của em luôn. Anh Sang, nhà vườn ở Hậu Giang quý vị ơi. Bao ship 200 km. Bằng xe tải. Ship chậu luôn. Rồi, cái này là tán ngang nó là 1m40. Chiều cao 1m45. Tới nụ nè, tới nụ, ba nghe. Cái này cũng là một cây bông giảo đẹp nha bà con. Đo giùm em luôn. Vô bập đo liền đi. Mã số A17. Quỳnh thân 22. Rồi. Cho em xem đế đi. Cái này thoát thân khoảng cỡ 20 cm. Đẹp á. Thoát thân gì mà nuôi nữa cây chứ khéo anh. Dẻo ha. A1. Rồi. Rồi coi đánh dấu nhà vườn. À. Rồi cứ xây đi nha. Rồi
Rồi báo giá giùm em luôn. Dạ, A17 này là 1.700.000 nha bà con. A17 1.700.000. Dạ. Rồi đổi cây luôn. Quý khách hàng ở tỉnh xa, xa hơn 200 km thì ảnh vẫn ship nha quý vị, toàn quốc nha. Thì ảnh sẽ gửi Viettel Post cho quý vị. Và cách ship là giảm 200.000 mỗi cây. Rồi quý vị trả tiền ship. Rồi tiếp theo là cây A18 nha bà con. Cây này một cây rất là khéo nha bà con. Tán ngang 1m55. Chiều cao cũng 1m55 luôn. Cho em xem nụ luôn. Cây này một cây khéo nha bà con. Cây này cũng cây dảo đó. Nụ quá trời đặc luôn nè. Nhìn thấy nụ. Nụ đều hết. Này vì lá nó còn hơi nhiều. Mình nhìn nụ không được rõ, chứ cây này nụ đều lắm, nụ đặc lắm. Nụ đặc. Lên chót hết. Cái gì nhìn thấy mấy nhánh trên không? Nụ đặc hết chứ. Rồi. Cái này cây khéo cây nha bà con. Nói giùm hoành thân em. Hoành thân luôn. Quỳnh thân là 21 nha bà con. Rồi. Xe nhẹ cho em xem. Cây này cũng là một cây dảo nha. Nè, A1. Đó. Đó. Dạ. Cây này khéo cây. Cốt cành đóng đều gan. À, nhà vườn của anh Sang có chị Dung. À, bà xã rất là xiên cái gì. Tới Tết ra xem từng bông luôn, từng cây để mà đánh dấu đảm bảo bông chứ cái gì. Rồi cứ xe nhẹ ha, xem cái form kìa. Cái này cái form nó đều lắm nha bà con. Form tàn nè. Rất là tròn luôn. Rồi báo giá giùm em luôn. Dạ, A18 này là 3 triệu chẳng luôn nha bà con. 3 triệu cái gì? Dạ. Rồi em mời cái tiếp theo. Đây Phước không? Đây đi. Ờ đúng rồi đó, lùi giùm em. Rồi, đúng rồi. Rồi đo giùm em tán ngang đi. Rồi 1m50. Chiều cao là 1m55. Xem nụ luôn. Cây này cũng là một cây dảo đẹp ạ. À. Nè, nè, dài lên đây cũng vậy. Trình độ không? Dạ, đều lắm. Trình độ có, đều. Lá bông nhiều quá. Cây bông đẹp. Lá nhiều quá. Thì mình phải dạch lên chứ anh. Dạ. Lại lên mới thấy. Dạ. Chúng ta cái này lá nhiều quá mình nhìn nụ nó không được rõ. Nụ đều lắm. Đều cây. Nó đặt lá quá cho thấy nụ. Hy sinh được lá. Dạ. Rồi. Nè, thấy không? Đều ghê. Lên nữa. Chưa xong. Rồi. Cho con xem kỹ. Xuống rồi đấy. Rồi đo giùm em luôn đi. Cây này cũng một cây bông đẹp nè. A19 cái gì? Rồi, quỳnh thân nó là 19 luôn bà con. Dạ. Nè, cây này cũng là một cây A1 dảo nè. A1 dảo. Dạ. À, rồi, em xem đế nha. Cứ quay đi. Cốt luôn nha. Xem nhà em cốt cành nha. Phần tàn đây. A19. Rồi báo giá giùm em luôn. Dạ, cái A19 này là 2 triệu chẳng nha bà con. 2 triệu luôn. Dạ. Rồi em mời cái tiếp theo. Bỏ xích bể luôn, đẩy sát bể luôn, đặng quay cây bự này. Rồi đi, quay cây bự này luôn lại anh nha. Khỏi quay. Ừ. A20. A20 là cái này ha. Dạ. Rồi vậy cái này sao mà xây được? Thôi rồi. Mình gọi thôi. Để em đi vòng vòng. Dạ. Khoan nha. Đợi chút nha. Cái gì ơi, cây này không có để bàn xây được. Cái chậu mấy vậy? Chậu chín anh. Cái chậu chín là cái gì nặng quá cái bàn xây chịu nổi. Dạ. Cái gì nhìn sơ sơ bằng. Nè, em đứng đây bà con nhìn biết nè. Đó, nó.
Dạ. Chiều cao đi, anh đo đi. Hay là nhắm chừng? Nhắm chừng. Đó. Thước hết thước nè. Chiều cao khoảng 1m7 á bà con. Rồi tán ngang luôn. Tán ngang là khoảng 1m6, 1m7 luôn. Rồi. Dạ. Cây này bông nó 5 cánh, 7 cánh, 9 cánh nha bà con. Nụ thì cũng rất là ok, nụ đều hết. Nó hơi ngược sáng dạ. Gì gắn xem nè. À, đối với những cây tầm cỡ này nè, nếu ở Cần Thơ thuê là em cho thuê khoảng 5 triệu một cái Tết nè. Đối với cây này nè. Cho giá luôn đó dạ. Quý vị. Dạ, thuê chân Tết nè, tầm cỡ cây này là quanh nó 30 đó bà con. Em tự vận chuyển tới ở khách hàng ở Cần Thơ rồi chân Tết xong em lên em vận chuyển gì vậy luôn. Nghĩa là nè. Bông ha. Cái gì chỉ cần dạ. Trả cây, tiền một cây lần. Tầm, dạ, cây tầm gì là mình cho thuê Tết. Cho em coi nụ thêm em ơi. Dạ. Bên đây. Cây này nụ của nó ok lắm. Đó, cây này 5 triệu thuê nghe quý vị. Đó. Dạ. Có thể thuê được nè. Bông là những cây mình cho thuê là nói chung là cây bông nó phải đạt rồi. Rồi bây giờ em xem đế nha. Dạ. Dạ đế chỉ có cách tự đi vòng vòng thôi quý vị. Thôi. Cho em đi vòng đi ha, hay là đo trước đi. Đó, okay. Đo cũng được. Dán đi vòng cho quý vị xem. Ơi, quanh thân 30 đúng luôn rồi bà con. Rồi 30. 30. À anh đo trước rồi. Dạ. Rồi cho em đi vòng để em xem cái đế. Xem phong cốt cành luôn, gán xem nha quý vị, em cũng gán quay luôn. Được rồi, trời chóng mặt, chóng mặt. Ê, cái này gì? Là giao lưu là 8 triệu nha bà con, 8 triệu. Dạ. 8 triệu mà thuê 5 triệu hả? Dạ. Hình như mua cái bộ lời hơn quý vị. Dạ. Thấy vậy chứ có mình mua đôi khi có những khách hàng ta mua về ta nuôi không được anh. À, không có chỗ, ha. Không có chỗ để nuôi. À, như giống như mấy ngân hàng và dạ, ngân hàng. Còn anh thuê nó có cái lợi như thế này nè. Sợ. Năm nay anh thuê cây đẹp, năm tới tiếp tục anh thuê cây đẹp nữa. À, vậy là cả đời mình chơi cây đẹp không? Dạ. À. Không thật sự là gì? Tại vì anh thuê anh phải chọn cái cây đẹp anh mới thuê. À. Còn anh nuôi đôi khi năm đạt năm không. À thì dạ. Vậy. Rồi, em mời cái tiếp theo. Đây đường B rồi. Ơi, qua luôn. Thì phải qua B thôi. Yeah. Đây luôn hả? Hẹp. Hẹp quá. Ra ngoài đi, ra ngoài đi. Để lại chỗ à, xa nữa mới được. Xa nữa. Nữa anh ơi. Thêm đi. Ủa, nó bị thêm hẹp. Nữa mới được. Em tính nữa quay đầu lại đặng quay ngược. Không, không được. Ngược ánh sáng ngược. Ngược. Ánh sáng ngược không thấy. Gán qua khiên giùm em nha. Ánh sáng ngược quý vị không thấy. Đây, rồi, chúng ta sang lô B nha bà con. Số điện thoại của em là 0988 322059. Đó cũng là số Zalo của em luôn ha. Đâu tán ngang anh. Dạ. Em mới đổi cách quay, bây giờ anh sang chữ quen quý vị. Ơi, tán ngang cái này là 1m35. Rồi. Chiều cao nó là 1m45. Rồi. Xem nụ đây. Tới lô B nha quý vị, là chậu 5 đó. Dạ. Nó nói chứ không biết có gì sao chứ em thấy em khoái cái lô bê hả. Giá mềm hơn nụ yeah. Cũng đâu có thua gì yeah. Có điều cái tán hơi nhỏ tí thôi nụ không thua đâu dạ yeah. Không phải là lô bê là nụ nó thua luôn ha dạ yeah. Cái này cái này có 5 cánh hơi khá nè có lai 5 cánh hơi nhiều à, số 11 18 xem giùm em đi xem mấy cốt B11 mã số B11 các bà con cốt cành nha rồi cứ xem nhẹ đi ha em xem cái phơm cái phơm xem cuối cùng nha quý vị đó tròn đều ha rồi báo giá giùm em ạ rồi cái B11 này là 1.400.000 nha bà con 1.400.000 dạ. Rồi.
Rồi cứ đòi tán ngang nha anh. Dạ. Mới vô là tán ngang trước. Rồi tán ngang này là 1m40. Rồi. Chiều cao 1m55. Rồi lại xem nụ, à, cứ vậy đó. Nụ quá ok. Dạ. Dạ. Nhân nên phái lô bê. Phái lô bê thiệt. Nha, nụ. Giá mềm. Giá vừa chơi ha. Thật ra cái này thì nụ vẫn đảm bảo. Nếu mà mình đảm chơi vận chuyển ở những tỉnh xa đi nữa thì ủa mà lô bê này em muốn thuê thì thuê được không? Anh dạ. Cho thuê không? Cho thuê luôn. À chứ không phải cây bự dạ. Đúng không? Dạ cây bất kỳ cây nào. Cây nào cũng được. À. Vậy là quý vị muốn thuê bất kỳ cây nào, từ lớn đến nhỏ quý vị, từ nhỏ đến lớn. Đó, thấy không? Lô bê. Anh cho thuê nhiều lắm mà. Cần thơ khách hàng thuê em nhiều lắm. Từ tàn cao cái gì phơm cao thuê tàn chăm... lớn tàn nhỏ đủ thứ hết, thuê chăm sóc rồi mua bán nè một dạo dạ, nghe cái này bông đẹp ha một dạo nghe. Rồi đôi em luôn rồi quanh thân 20 rồi xoay nhẹ đi. Xem đế nha cái B12 này giá là 1.500.000 nha bà con cốt cành luôn dạ. Có giá luôn cây này bông đẹp á 1.500.000. Rồi em xem cái phơm này. Rồi em mời cây tiếp theo ạ. Tới cái này cứ ngay tới cái này nè. Đây nè, sát anh nè. Cái này nè, cây đó bỏ rồi. Rồi đo tán ngang giùm em luôn B13. Ơi tán ngang là 1m40. Chiều cao 1m50. Xem nụ nè. Nụ như pháo. Cái màn xem nụ này nó hơi mất thời gian quá vậy. Nhưng mà để đảm bảo cho bà con nha. Mình xem cho nó xem kỹ. Kỹ về cái bông chủ yếu cái nụ này nó mới ra bông được, nó không có nụ này thì nó đâu có ra bông được. Dư quay kỹ anh Sang khỏi cần phải quay lại. Dạ. Cái gì khác chốt cây luôn. Dạ. À, thời gian ha, quý vị thông cảm cho. Chung là có một số khách hôm nay mấy vùng ngoài là tin tưởng kêu em lựa cây giùm luôn á. Dạ. Nhưng mà khách kêu em lựa em lại càng khó, mình phải lựa cây cho vừa ý, xấu xấu ra ngoài khách chê thì sao. Rồi. Anh phải không? Thân gì ta đã gửi gắm cho mình rồi. Dạ. Về cái cách bó hàng em là khách tin tưởng rồi đó anh Nhân. Ngon ha. Dạ, dạ, khách dạ. Điện nói là quá ok, không hư hao gì hết. Dạ. Dạ. Quanh thân cây này 20 nha bà con. Dạ, em xem đế nha, cứ quay đi. Chỉ có hổm con anh gửi bữa dịch theo do sự cố gì mà đi hơi chậm thôi. Dạ. Còn nhiêu là hôm nay là ok. Cái này 5 cánh, 7 cánh, 9 cánh nha bà con. B13. Phơm ha. Dạ. 5 cánh, 7 cánh. Rồi báo giá giùm em luôn. Cái này 1.600.000 nha bà con. 1.600.000 dạ. Cái gì á. Rồi em mời cây tiếp theo. Rồi B14. Ngay luôn. Đo tán ngang giùm em luôn. Dạ. Cái này nụ sai lắm nha bà con. Em nhìn thấy cái lá rất sung nụ đặc lắm á. Rồi tán ngang 1m40. Chiều cao 1m50. Nào, nụ ngon đâu. Cái này nụ đặc lắm anh. À, nụ dày đặc. Lá nó dựng lên nữa. Dạ. À, cái này nụ quá ngon nè. Dạ. Nụ dày lắm. Cái này này vài bữa nữa là nhìn thấy dữ nữa. Dạ. Lật lá ra nhìn cây nụ đã ở trên đọt pha đây, đây. Em xem trên đọt chứ cái gì yên tâm đó trên đọt này. Nè ôi quá trời luôn à ôi ôi một nụ này mà nở ra 6-7 bông ra thôi rồi đặt hết trơn cây này nụ coi dữ càng lắm. Càng coi càng ghiền cái gì. Dạ. Nhớ mà số này có cái gì. Dạ cây này nụ dữ lẹ nha em tạm ngưng cái cho anh nghe điện thoại nha. Rồi tiếp theo. Dạ. Đo giùm em.
mua mai cũng nhờ mua bử giùm nữa. Rồi quanh tháng 18 nha bà con. Dạ. Quý vị nào muốn mua mít nào mà anh mua mít cho anh luôn. Rồi cái B14 này là 1.500.000 nha bà con. Cây này 5 cánh, 7 cánh, 9 cánh, nụ quá dày đặc luôn. Khoan nghe, dạ. Từ từ nha. Rồi em xem cái cốt cành cái quý vị gán xem nha. Mã số B14 nha. Dạ. Cái cây này nụ dữ á, quá chừng nụ luôn. Xem mà thấy mê lắm. Dạ. Rồi em xem cái form nha, đợi nha. Quay thêm đi. Cây này lá nó dày quá ha. Rất là dày, cành dày. 1.500.000 ha. Dạ, cái này 1.500.000 nha bà con, B14. Rồi, em mời cây tiếp theo. Rồi, B15. À, dưới này là tỉnh Hậu Giang quý vị ơi. Cây trái sum xê, quý vị ngoài cây ngoài cây mai quý vị gửi. Gửi anh sang mua thêm. Mốt rồi bán thêm sẵn bán kèm luôn, bà con mua. Dạ, cây tiếp theo là cây B15 nha bà con. Rồi, đó giùm em tán ngang luôn. Nói chuyện. Kể như phơm xem xong rồi nha. Rồi, B15. Cây này tán ngang đó là 1m25. Chiều cao nó là 1m50. Cái này cây tầng thông à. Nụ cũng dữ lắm nè. Nụ cái anh gọi từ xa thấy bị cây này lá nó hơi thưa nè. Mấy cây nào mà lá nó hơi bị đổ lá là anh gọi từ xa là anh thấy nụ rồi. Đó, thấy không? Nào quý vị nhìn giùm em nha. Thấy không? Thấy. Thấy. Có điều em ở đây đang chưa nắng quý vị, cái màn hình nó hơi chá. Dạ. Nhưng mà về thường xem là thấy. Ha. À. Rồi ok. Cái gốc này nở nở nè. Rồi giùm em. Gốc chắc cỡ 21 á. 20. 20 nha. 20. Xây đem xem đế. Nó nở chỗ này. Rồi, cốt cành luôn. Một cốt nha. Rồi, giá lưu sao này? Dạ, cái B15 này là 1.400.000 luôn bà con ơi. 1.400.000. Ship toàn quốc quý vị ơi. Ship toàn quốc luôn. Cái này lớn ha. Rồi, đang đo tán ngang giùm em. B16. Rồi, tán ngang là 1m45. Chiều cao 1m50. Nụ sao? Nụ cũng đạt lắm anh. Chung là lúc này nụ đạt hết trơn. Yên tâm nụ đi nhé. Về đặt hết. Cây mà nụ cái này thì lật ra là nó anh hết thấy nhánh này. Nở ra chùm lắm. Đừng sợ, đừng nhìn nó thấy gì mà đấy. Điều hết. Yêu cầu mỗi chót nhánh đều có nụ cho em thôi là cây mai nở ra đẹp. Đây, cây B16. Đó luôn. Quỳnh thân là gần 21 đó bà con. Dạ. Cốt cành luôn. Cái này đế nở mà. Cốt nở. Đánh dấu là 5 to. Dạ. Vậy cái là 5 cánh nhiều hay sao? 5 cánh nhiều. Thường hàng này nó là 5 cánh, 7 cánh, 9 cánh. Nhưng mà nó 5 cánh nhiều. Rồi, phần tàn đây. Rồi, giao lưu sao đây? Dạ, cây này B16 này là 1.400.000 bà con ơi. 1.400.000. Dạ. Giao lưu toàn quốc luôn. Cái đọc này... số điện thoại giùm em ạ. Dạ, số điện của em là 0988-322-059 ha. 0988-322-059. Rồi. Tiếp theo luôn. Đo tán ngang giùm em luôn. Cái này cây giảo đẹp nè. Ơi, tán ngang cây này là 1m2. Chiều cao là 1m55. Nụ luôn. Dạ. Cây này mình bỏ bớt cái đọt này cho nó tròn lại cũng được. Bớt. Bỏ tại chỗ luôn. Tròn lại liền, đẹp lại liền. Quả nhà vườn mà.
nhiều khi về mình không dám mà mình không dám làm. Cây này có một cái đặc điểm anh thấy gì không? Anh nhận ra không? Dạ, vườn mình tay. Hả? Anh nhận ra cái cây này đặc điểm gì không? Dạ không. Anh nụ nói... nụ to tròn. Ha, dạ. Nụ to, nụ rất là to, nhìn thấy cội cội không ha? Dạ. Chắc. Dạ. Ha, cây này nè, nụ chắc ghê. Dạ. Ha. Đây nè. Này nhìn thấy mê quá anh. Đó. Trên đọt á. Dạ, trên đọt luôn, tới đọt. Cây này cây bông đẹp. Cây này là bao bông với khách hàng luôn ha. A1 dạo đó. Dạ. A1 là đẹp đó quý vị. Dạ. Rồi đo giùm em luôn. Mã số B17. Ơi, quanh thân là gần 21 nha bà con. Dạ. B17. Xe nhẹ giùm em luôn. Cây này giá là 1.500.000 luôn bà con ơi. Dạ. Cốt cành luôn. B17. À, nhìn cái form cái rồi đổi cây nha. B17 giá 1.500.000. Đó, tròn lại rồi đó. Dạ. Rồi, em mời cây tiếp theo. Cây này nụ nó lật ra cái anh nhìn thấy nụ dữ lắm, nụ luôn nè. Tại nụ nó to. Rồi, A18. À, B18. B. Rồi chuyển sang tới A luôn. Rồi tán ngang luôn. B18. Tán ngang cái này là 1m20. Chiều cao 1m35, 40 á. Cái này nụ dữ lắm ạ. À. Cái này nụ lên hay vàng, cái này nó sao xe nhẹ anh? Nó vàng nhẹ. Mà nụ cũng vàng. Này khỏi cần dạch. Dạ khỏi dạch cũng thấy nụ. Nhẹ thôi. Đó, đúng rồi, nhẹ nữa. Ừ. Nhẹ thiệt là nhẹ luôn. Cái cây nó khằn xuống bởi vì lên nụ cũng dữ. Tới đế luôn. Đo giùm em đế. Ơi, quanh thân 17. Rồi. Chưa chưa, xoay nghe. Đấy. Cái này chưa tắm rửa gì hết. Còn đóng rong á. Cây chưa tắm nghe quý vị nha. Nghe kỹ nghe chứ không phải anh nhân chứ không phải em. Cái này anh sẽ còn rửa trắng hơn nữa. Dạ. Rồi xem phết nha. Còn rửa rong. Ơi. B18. Rồi, B18, báo giá đi. Cái này 1.400.000 nha bà con. 1.400.000. Dạ. Ship toàn quốc quý vị. Ở 200 km tính từ Hậu Giang thì anh sẽ bao ship trả bằng xe tải. Trên 200 km thì anh sẽ chuyển bằng Viettel Post toàn quốc. Mỗi cây anh giảm cho 200.000. Cây này là một cây trả tiền ship. Cây này một cây đẹp nha. Thôi dĩ xây đi anh, cho em nhìn cái form đi. Lỡ rồi, lỡ xây à. Luôn. Rồi tán ngang đi. Thôi thôi lỡ rồi, xây đi. Ông đang ngồi. Rồi cái form tròn đều thấy ha. Đó luôn. Đi. Ơi, tán ngang này là 1m1 nha bà con. Chiều cao là 1m50. Cái gì coi cái nhánh đó nè. Cây này nó nhánh nó quá dựng, vậy. Dựng lên với cành đào vậy. Đó. Còn nụ nè, coi. Cây nè. Này nụ lên chót rồi nhưng mà trên chót thì nó còn hơi non hơn mấy cây vừa rồi một chút. Nhưng mà nó cũng lên chót hết trơn, đảm bảo bà con chơi tết. Nhiều ha. Dạ, lên nhiều hết. Cây này thấy vậy chứ nhìn thấy lá nhỏ vậy mà sao bông đẹp anh? Bởi vì cây mai nhiều khi nhìn cái lá em không biết được. Thiệt. Nè, em có làm dấu bông đẹp nè. À, lá nhỏ nhưng mà bông vẫn đẹp. Nhìn thấy lá nhỏ tính là bông không đẹp nhưng mà nó lại vẫn là bông đẹp. Mấy cây này luôn phải không anh? Đo giùm em, đo giùm em. Cây B19 hoành thân luôn. Rồi hoành thân 18 rồi con ơi. 18. Rồi xe nhẹ giùm em xem cái cốt cành cái. Hồi mình thấy này quá đó. Cốt cành luôn nha bà con. Dạ. Cây này nhánh này dựng lên như cành đào á. Rồi báo giá giùm em luôn. Dạ, cái B19 này cũng là 1.400.000 luôn nha bà con.
1.400.000. Dạ. Ship toàn quốc cái gì? Rồi em mời cây tiếp theo. Thấy nó chở quên đó luôn. Đây. Đặc biệt là anh Sang có cho thuê cây chân tết cái gì? Rồi tiếp theo là cây B20 nha bà con. Rồi đó tháng ngang gì nè? Yeah. Ủa, cây B20 hả? Dạ. Yeah. Rồi tán ngang cái này là 1 mét đúng rồi bà con. Rồi. Chiều cao nó khoảng 1m45. Đậu luôn. Đậu đẹp. Giờ nắng nó cháo quá, cái màn hình em nó chá là luôn, không biết có gì thấy. Đậu lắm. Thấy không? Máy ăn chối sao không thấy. Rồi, em xem đế đi. Đo giùm em luôn. Ơi, quanh thân 19. Rồi, xe nhẹ giùm em, xem cái cốt này. Cốt cành nha. Rồi, cái B20 này là 1.300.000 nha bà con. 1.300.000. Dạ, yeah, 1.300.000. Ship toàn quốc luôn. Rồi, hết chưa anh? Dạ, yeah, hết rồi. Rồi, chào bà con luôn anh ơi. Dạ, yeah, em chân thành cảm ơn bà con đã theo dõi và ủng hộ nhà vườn trong thời gian qua. Và rất mong nhận được sự ủng hộ của bà con. Và về cái chương trình phí ship của nhà vườn em là sẽ bao ship cho bà con là 200 km. Và đối với những khách hàng ở xa mà em không có vận chuyển tải được á, em gửi hàng á, thì em giảm hẳn cho bà con là 200.000. Và cái phí ship vận chuyển bên Viettel thì bà con trả hỗ trợ cho em ha. Giờ em xin chân thành cảm ơn. Số điện thoại của em là 0988322059. Đó cũng là số Zalo của em luôn. Anh nói chương trình thuê mai dạ, Tết. Về cái chương trình thuê mai Tết thì nhà vườn em có hỗ trợ cho thuê mai Tết đối với những khách hàng ở cách nhà vườn khoảng 40-50 km trở lại anh. Yeah. Xa nữa thì sợ mình vận chuyển cây nó không được an toàn. Yeah. Rồi thì đối với cái đó thì bà con có nhu cầu chân Tết nó nở sớm thì báo trước cho em trước khoảng 20 ngày thì em cũng có thể hỗ trợ được ha. À. Về giá cả thì bà con cũng yên tâm. Đối với khách hàng ở Cần Thơ cũng có thuê ở nhà vườn em nhiều năm rồi. Dạ. Yeah. Rồi, cảm ơn. À, khoan, còn cái cạc hồi nãy anh còn giữ không? Yeah, em coi cái cạc lại. Đây, địa chỉ của nhà anh Sang đây. Yeah. À, ở đây biết thêm một cái số của chị Dung ha. Quý vị nào có thể liên hệ anh Sang, không được thì liên hệ chị Dung, bà xã của anh Sang. Rồi, cảm ơn anh Sang rất nhiều. Yeah. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi giới thiệu mai tại vườn của anh Thanh Sang. Rồi, đủ các loại hình chiếc mai đến quý vị, từ giá sỉ cho đến giá lẻ, thuê mai luôn. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở video lần sau. Xin kính chào tạm biệt.